sau cái sự cố hôm qua là mình quay bị cái camera nó bị dơ cái kính á, thì hôm nay là mình đã lau sạch và mình đã rút kinh nghiệm kỹ rồi, thì hy vọng là cái clip này sẽ rõ hơn. Cái đặc biệt hôm nay, trong cái clip hôm nay của mình, đó là mình nhận một chiếc xe Suzuki Bandit nha các bạn. Thường thì những dòng xe nào mà làm chạy làm đông khách thì mình mới chú trọng mình làm clip thôi, còn những dòng xe này ít lắm, cho nên là mình có làm mình cũng ít đăng clip. Nhưng mà trường hợp này nó đặc biệt hơn nữa các bạn, là mình dọn điện, mình muốn cho anh em coi là mình làm cái gì ở trong đây. Sẵn ở đây là mình có thêm là exciter, là lên tăng sáng platinum nè, và emblem nè, emblem 125 đời mới nè, cũng lên tăng sáng platinum nha. Rồi, chú trọng qua chiếc xe này là ở chỗ nào. Cái xe này đã được lên mặt tăng sáng platinum, loại cao cấp nhất, và cái chương trình giảm giá của mình là từ 2.500.000 xuống còn 2.000.000. Và kèm theo đó các bạn là mình dọn điện cho chiếc xe này. Nói về cái dàn điện của chiếc xe này đó các bạn, thì gặp thợ mà yếu á là khóc thét luôn, mình cam đoan luôn. Tại vì cái hệ thống điện pha cốt chiếc xe này rất là phức tạp. Và để câu được cái backsheet cho chiếc xe này mà lên backsheet đèn zin á, mà chung với lại đèn trợ sáng đây các bạn, thì cả một vấn đề nan giải. Mà nếu như anh em mình đủ khả năng làm đi nữa, thì kể cả vậy thì cũng phải cần một cái bộ rơ le rất là hoành tráng và đi dây lằng nhằng cực kỳ, kể như là trích dây hay là nối dây quấn băng keo rồi cũng khá là nhiều luôn đó. Đa số là sẽ như vậy. Và có một cái chỗ làm trước đó là đã làm một cái công tắc backsheet riêng, bởi vì họ không đủ khả năng để mà tích hợp vào trong cái nút zin này các bạn, thì làm riêng. Và bộ rơ le đây là của bên đó làm, có công tắc riêng. Thì nhìn thì khá là phức tạp ha, và lằng nhằng, cũng như là cái việc mà đi ống đồ này kia, đi dắt cắm đồ này, nó cũng ở cái mức chất lượng gọi là kém so với cái thị trường làm điện bây giờ. Thì bây giờ mình bỏ hết cái này ra, mình sẽ làm lại toàn bộ để cho anh em coi được là sau khi mình dọn nó sẽ như thế nào ha. Sau khi mình dọn toàn bộ thì anh em nhìn vô trong cái của mình làm đây. Đường dây điện của mình tất cả là đều không có bất cứ một cái trích dây hay là nối dây nào hay là quấn băng keo nào trong đây hết, tất cả đều là full dắt cắm, cực kỳ gọn sạch. Ống của mình sử dụng là ống filler chất lượng cao nhất, chống cháy chống đứt, loại dẻo nha, chứ không phải là cứng. Cái dắt này dắt zin xe không liên quan nha. Còn cái đây là dắt đèn của mình, dắt đèn pha, cắm ra đèn pha luôn, y như chuẩn zin luôn. Còn đây là cái bộ rơ le của mình để điều khiển trợ sáng. Thì nó được bao bọc bởi một cái ống co dày chống nước có keo bọc luôn. Và cột vô đây một vị trí rất là gọn gàng. Mình có một cái cọng dây lấy điện từ dưới bình lên ở đây để cấp nguồn cho chống sụt áp. Mát thì mình lấy ở đây bằng cái khoen lấy mát rất là chắc chắn. Và cái ngõ ra của mình là đèn trợ sáng đây các bạn. Các bạn nhìn đây nè, rất là gọn sạch luôn nha. Chỉ có một bộ với full dắt cắm điều khiển toàn bộ cho chiếc xe này. Dắt cắm của chủ xe xài cũng là dắt rất là dởm, mà cho nên mình đã phải thay cho cái đèn này, đèn của xe khách có sẵn nha. Các em có thể, anh em có thể so sánh được là cái chất lượng gia công của hai cái dắt nó khác nhau nè. Cái này là chi tiết nhỏ thì nó rẻ lắm, mấy ngàn cái thôi, nhưng mà thực ra thì nó cũng thể hiện được cái sự chăm chút của người làm điện. Đó là dắt dởm nè, dắt này ngoài chợ Tân Thành bán nhiều đại trà, còn dắt này thì anh em mua phải đúng chỗ mới có, và giá nó cao hơn nhiều, chất lượng nhựa nó xịn hơn. Và những cái dắt này cũng là dắt của mình làm nha. Dắt này thì nó là dòng dắt chống nước và rất là đắt tiền. Kèm đi kèm với cái dắt chống nước này thì anh em mình phải có đủ cái công cụ để làm nó, là bao gồm là có xin chống nước, có đồ dắt che lưỡng lỗ chống, để có những cái cục nhựa che để che những cái lỗ chống nè, để cho nó chống nước vô nè. Rồi mình phải có những cái cốt chuyên dụng và cái kềm bấm chuyên dụng nữa mới làm được những cái này. Đó, cái này nè, cũng là dắt của mình nha. Tất cả đều phải có đồ nghề chuyên dụng mới làm được cái việc này. Và cái kinh nghiệm làm điện phải rất là từng trải phong phú mới làm được cái này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm đèn cho anh em coi thử nha. Cho anh em coi cái cách hoạt động của cái đèn trên xe này như thế nào. Mạch tăng sáng Platinum thế hệ mới nhất này là thế hệ mà toàn diện nhất cho Bandit nha các bạn. Rồi, mình sẽ bật đèn cho anh em coi. Bật đèn cốt. Đèn này sẽ sáng theo chung với lại pha với backsheet, thì mình sẽ sử dụng chung với nút backsheet zin luôn. Anh em coi nè, lên nè. Đây, backsheet là lên nè, bật pha cũng lên luôn. Bật pha là lên chung, chung cả hai. Xuống cốt là tắt đèn trợ sáng. Khi mình tắt đèn zin đi nè, mình sử dụng nút backsheet để mình backsheet cả hai nè. Rồi lên đầy đủ full bài luôn. Mình báo giá cho anh em luôn, trợ sáng này thì khách có sẵn. Mặt tăng sáng này thì giá 2.500.000, giảm còn 2.000.000.
Còn mình làm đi dây điện rồi le cho chợ sáng này riêng luôn á là thêm 200 ngàn nữa nha anh em. Dòng này dòng bandit có tắt đèn cho nên làm rất là sướng, nó không giống như những dòng bandit mà có mà nhập về là không có nút tắt đèn, làm là sẽ không có ngon bằng cái xe này, vì mình chế nút tắt đèn ngoài thì không bao giờ ngon bằng đồ của riêng hãng. Rồi, cảm ơn anh em.